Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel YouTube của Avella Dance Fitness. Mình là Lâm B-Boy. Trong thời gian giãn cách xã hội và nghỉ dịch dài như thế này, Lâm B-Boy cũng như Avella Dance Fitness đã nghĩ ra một ý tưởng, đó là ra series hướng dẫn những kỹ thuật của các điệu nhảy Latin trong Zumba. Và điệu nhảy đầu tiên Lâm muốn nói đến đó chính là điệu nhảy Merengue. Merengue bắt nguồn từ nước Cộng hòa Dominica, xuất phát từ những người dân nô lệ. Và họ thường bị xê dịch ở chân, cho nên những bước di chuyển của họ thật là nặng nề. Và Merengue mang tính chất vui vẻ, ngọt ngào và hài hước. Ngoài bên cạnh đó, nhịp Merengue chúng ta sẽ nghe rất đều và không có nhịp nào nhanh hơn nhịp nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kỹ thuật của Merengue nhé. Kỹ thuật đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện nhún gối mềm, co giãn từ từ, tuyệt đối không được giật gối. Đây là bước cơ bản dậm chân áp dụng cho tất cả các bước còn lại. 2, 1, 2. Nhớ nhịp 1 và nhịp 2 cần rõ ràng, nhanh hơn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rất tốt. Tiếp tục, kỹ thuật số 2. Chúng ta sẽ thực hiện dậm chân và nhún gối. Chân trái tương tự chân phải. Chân trái, nhớ lưu ý đầu gối và bàn chân chúng ta sẽ dậm cùng một lúc. Nhanh hơn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 và 1, 2. Rất tốt. Kỹ thuật số 3, chúng ta sẽ thực hiện chuyển động hông. Và nhớ phải siết bụng liên tục để giúp cho cơ bụng chúng ta được săn chắc và gọn gàng. Bắt đầu. 1. Nhớ là chúng ta sẽ đẩy hông sang bên trái. 2. Tương tự chúng ta sẽ đẩy hông sang bên phải. Và mọi người nhớ, khi chân phải dậm, chúng ta sẽ thực hiện hông bên trái. Và khi chân trái dậm, chúng ta sẽ thực hiện hông bên phải. Nhanh hơn, bắt đầu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nhớ 3 điểm hông, gối và bàn chân phải đi cùng một lúc. Nhớ giữ đều nhịp. Rất tốt. Kỹ thuật thứ tư, để mang tính hoàn hảo hơn trong điệu nhảy của Merengue, chúng ta sẽ thực hiện với khung tay và tác dụng phần cơ lườn. Lưu ý, phần khung tay mọi người đánh sang bên phải, thì phần hông chúng ta sẽ làm ngược lại. 3 điểm tay, chân, đầu gối phải đi cùng một lúc, và riêng phần hông chúng ta sẽ đánh ngược bên. Nhanh hơn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 và 1, 2. Rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ đến bài tập áp dụng của điệu Merengue. Đẩy tay lên 2 lần kết hợp với nhịp dậm chân lên và xuống. Nhịp tiếp theo chúng ta sẽ gập cẳng tay sang ngang 4 lần. 2, 3, 4. Thực hiện lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta nối nhanh hơn. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất tốt ạ. Tổ hợp số 2, chúng ta sẽ hất hông giữ dáng, hất bên trái giữ dáng và nhảy trụm chân, kết hợp hơi sóng thân một chút, tạo sự cao trào. Và cuối cùng chúng ta sẽ hít vai 4 lần. Nhớ thực hiện bên phải trước nhé. Nhanh hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổ hợp số 3, chúng ta sẽ thực hiện đi sang ngang 2 bước. Và mọi người nhớ toàn bộ kỹ thuật đánh hông ở ngay lúc đầu mình dạy mọi người nhé. Tiếp tục. 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Kết hợp bước tiếp theo, chúng ta sẽ bước chữ V, chân phải lên trước. 3. Tiếp nào. Động tác tiếp theo, chúng ta sẽ vuốt tay từ dưới lên trên và mở sang hai bên. Nhanh hơn, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhớ gõ chân thật rõ ràng. 3, 4, 5, 6, 7. Nối tiếp chữ V nào. 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp.
tay sexy. Yeah, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ tư là tổ hợp cuối cùng. Chúng ta sẽ thực hiện Beto Shuffle. Nhớ cơ thể chúng ta sẽ lượn theo tay, theo nhịp đơn, đơn và kép, a, kép. Phần thân chúng ta sẽ lượn theo tay. Và nhớ đẩy tay lên thì lườn sẽ đẩy theo tay. 6, 7 và 8. Chúng ta làm nhanh hơn. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác này chúng ta sẽ được tác dụng toàn bộ cơ thể. Và nhớ nhấn mạnh phần eo, hông, bụng. Kết thúc bài rồi, yeah. Chúc các bạn tập đúng kỹ thuật và hoàn thành tốt bài tập này nhé. Pasó por el agua y todos dijimos, ¡sí! 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 ¡Sí